Ôi, chăn nuôi bò giống Long An xin kính chào anh chị nha. Dạ hôm nay chạy bò em về mấy 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 con bò vip quá anh chị ơi. Đó. Em quay cho anh chị xem nha. Rồi anh chị có cần mấy mẫu bò này thì anh chị liên hệ em. Bên em là chuyên cung cấp những con bò giống đẹp độ vậy nè anh chị. Bây giờ anh chị có cần liên hệ em nha. Con này vô chữa được 2 tháng mấy nè anh chị. Lứa 2. Đó. Bao mọi tật lỗi luôn nha anh chị. Đẹp xuất sắc luôn. Cái này nó trúng ai nó chày thế này nó ra lông lại nè anh chị. Đó. Cực kỳ không? Đó. Anh chị có cần những mẫu nái sinh sản này thì liên hệ em nha. À, số điện thoại em để trên màn hình á. Hoặc anh chị có mấy con bò cạo, bò cái nâng, những con bò mà kem 3B, bò cái rồi mà mình không có sinh sản được, mình không có để sinh sản á, thì trao đổi cho em để bắt những con bò giống này về để mình làm giống nha, làm bò cái nền. Những bò này là làm bò cái nền là ok nhất luôn anh chị. Những con bò này anh chị đem về làm giống là ok, gieo 3B nó đẻ ra mấy con 3B F1 rồi này kia để mình nuôi dỗ béo luôn nè. Giống như mấy con này anh chị thấy không? Em giao cho khách những bò độ bò đẹp rồi tới chừng người ta đẻ con người ta bán lại cho em nè. Đó. Vậy mình mới có tiền anh chị đó, con bò đó 3 mấy triệu rồi đó. Mình mới có tiền chứ mình chọn những con bò mà nhỏ nhỏ cóc cóc rồi đẻ con ra mình nuôi dỗ béo đâu có được anh chị, đâu có lớn nổi. Bởi vậy bên em là chuyên cung cấp những con bò giống chất lượng. Con bò tê thì thôi, nếu mà con bò mà đẻ một lứa rồi là bên em sẽ bao lòi lú tới đẻ luôn nha. Chứ không có 3 tháng, 4 tháng gì hết á, bao lòi lú tới đẻ luôn. Bởi vậy cô bác anh chị gần xa mà có cần mấy con bò giống này thì liên hệ em nha. Hoặc anh chị nè, con này vô chữa luôn nè anh chị. Con này vô chữa cũng 2 tháng mấy nè, cái này là tê luôn nha anh chị. Đó, bò tê đó. Đó. Bên em là chuyên những mẫu bò vip vậy nè. Để cho cô bác anh chị làm giống. Làm bò cái nền là mình ok nhất. Đó. Đó, cô bác anh chị thấy con bò. Bởi vậy bên em lâu lâu em mới ra video một lần. Tại vì mình đi lựa những con bò mẫu đẹp là đã đời luôn chị ơi. Đó, nè, anh chị thấy không, con bò này nè. Đó, con của nó nè. Đó, nè. Nó đẻ ra con đực hết hồn à. Con đực F1 nè. Đó, anh chị mà mua nuôi cái mình con mẹ vô chữa cái mình dỗ béo con luôn là cực kỳ. Đó. Em nha, lựa chọn những mẫu bò này là mát sữa không rất là ok nè. Con này vô chữa lại 3 tháng mấy nữa nè anh chị, cái này lứa 2 nè. Đó, cô bác anh chị gần xa mà có cần những con bò này thì liên hệ em nha. Số điện thoại em để trên màn hình á, liên hệ trực tiếp em để mình sở hữu những con bò đẹp này để mình làm giống là ok nhất. Đó. Bên em là chuyên cung cấp những con bò mẫu độ đẹp để cô bác anh chị gần xa làm giống là ok nhất, làm bò cái nền, làm bò sinh sản là mình ok nhất luôn. Nè, còn con này con cái nhỏ nữa nè. Chị có cần con này thì cũng liên hệ em luôn, con này cũng đẹp lắm, đít đít lưng lưng luôn. Một màu đỏ mặt không nha cô bác anh chị. Đó. Rồi cô bác anh chị gần xa mà có cần sở hữu những con bò đẹp này thì liên hệ với em nha. Hoặc có những có con bò cái nâng hiền dạng lắm chị. Bò nâng, bò cạo gì đó thì trao đổi với em. Có bò thịt đâu cũng trao đổi với em. Nè. Bên em là chuyên cung cấp những bò giống, bò độ hoặc trao đổi cũng được. Đó, anh chị có bò thịt, bò này, bò thịt, bò năng, bò cạo gì đó cần trao đổi để lấy những con giống tốt này về mình làm giống thì liên hệ em luôn. Bên em chuyên cung cấp những bò mẫu độ đẹp này cho anh chị để về làm giống. Bên em là thiên về chất lượng anh chị ơi, chứ không có số lượng. Bởi vậy lâu lâu em mới lên video một lần. Lâu lâu mới có những em lựa chọn những mẫu bò đẹp này để em lên video cho anh chị. Chứ bên em không có thiên về số lượng nha, bên về chất lượng thôi.
bán một con nào là chắc ăn con đó, cho chất lượng con đó để cô bác anh chị về mình làm giống lâu dài luôn. Đó. Rồi cuối video em xin cảm ơn anh chị gần xa đã ủng hộ chạy bò của em nha. Em có cái kênh YouTube chăn nuôi bò giống Long An, anh chị có lên trên đó tham khảo. Rồi cuối video rồi anh chị có cần bò độ và đẹp thì liên hệ em nha, số điện thoại em để trên màn hình ha, hoặc tới chạy xem trực tiếp đi anh chị. Chạy của em ở ấp Biên Hòa, xã Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An nha anh chị. Số điện thoại của em là 0199 242 89 nha.